Chào quý vị và các bạn, và những cái mẫu xe Toyota nói riêng hay là những cái mẫu xe đến từ Nhật Bản nói chung thì đều nổi tiếng với một cái câu mà quý vị và các bạn thường hay nhắc tới, đó chính là cái câu thực dụng. Vâng, vậy cái mẫu xe Toyota Avanza vừa mới được ra mắt của nhà Toyota thực dụng như thế nào và có những cái trang bị gì, thì ngay trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chiếc xe này. Với Toyota Avanza thì phần đầu xe các bạn có thể thấy ngay được cái ngôn ngữ thiết kế, tôi tạm dùng là cái từ hoài cổ đi, bởi vì nhìn phần đầu xe thì các bạn thấy ngay, nhớ lại ngay những cái mẫu Toyota Innova cách đây khoảng 7 năm gì đó, những cái mẫu xe, những cái chiếc Innova đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Phần đầu xe thì có được trang bị đèn pha halogen, đèn cốt cũng là halogen, xi nhan cũng là halogen và đèn sương mù cũng là halogen. Xe thì không được trang bị cái đèn định vị ban ngày LED rồi. Và ngay đến chiếc chìa khóa tôi đang cầm trên tay đây ạ. Một chiếc chìa khóa với cái kiểu thiết kế cũng khá là đơn sơ, đơn giản và cũng chỉ có hai nút bấm, đó chính là mở cửa, mở khóa và khóa cửa vào, hết. Và phần đầu xe thì cái cụm lưới tản nhiệt này cũng vậy. Cụm lưới tản nhiệt này thì được thiết kế với 4 thanh ngang và có một cái thanh chrome sáng nối liền hai đèn pha với nhau. Ở cái mẫu xe này thì Toyota đã trang bị một cái động cơ là động cơ 1.5 với cái mã là 2NR-PE. Và cái khối động cơ 1.5 này cũng được trang bị ở trên những chiếc Vios thế hệ mới. Vâng, Vios thế hệ mới thôi các bạn nhé. Còn Vios những cái thế hệ trước ấy, thì đã được sử dụng cái động cơ mà cách đây hàng chục năm rồi. Với những cái mẫu xe Toyota thì chắc quý vị và các bạn cũng quá quen thuộc với cả những cái cảnh mà chúng tôi gõ hay ấn hay là tác động vào cái phần vỏ xe, thân xe để xem là cái phần tôn này nó có mỏng hay không hay là dày. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm rằng là dù sao đi chăng nữa, dù ai nói gì thì nói, nhưng mà phần tôn của những cái mẫu xe Toyota vẫn luôn là một cái mức độ mà như các bạn đã biết rồi. Phần gương xe ở trên cái phiên bản 1.5 và số tự động thì là đã được trang bị giải đèn LED xi nhan, gọi là giải đèn xi nhan báo rẽ ở trên gương. Và gương thì đóng mở, gập mở bằng tay, mà mặt gương thì các bạn yên tâm là đã được điều chỉnh điện rồi. Cánh cửa thì cũng phành phành như là những cái mẫu xe Toyota hiện tại thôi. Chúng ta cũng không có quá nhiều thứ để bình luận về những cái này. Phần bánh sau của xe, trục sau ấy, thì chỉ được trang bị phanh tăng trống thông thường mà thôi. Còn bánh trước thì được trang bị phanh đĩa. Đây cũng là một cái điểm mà tôi khá là không hài lòng với cái mẫu xe Toyota. Ngay cả chiếc Toyota Rush cũng vậy, cũng chỉ được trang bị phanh tăng trống ở phía sau và phanh đĩa ở phía trước. Tiến ra cái phần đuôi xe thì chúng ta lại gặp một hình ảnh của chiếc Innova cách đây khá nhiều năm rồi. Đèn hình trụ tròn ở bên cột C và có lấn sang cái phần thân xe một chút. Và đương nhiên là đèn thì cũng chỉ được trang bị toàn bộ là bóng halogen mà thôi. Xe thì không được trang bị bất kỳ một cảm biến nào trước sau cả. Camera lùi cũng vậy. Muốn chia sẻ với quý vị và các bạn tiếp theo, đó chính là cái phần khoang để đồ của chiếc xe này. Thật ra nếu như mà so sánh trực tiếp với người đàn anh là Toyota Innova thì Toyota Avanza khó lòng mà có thể đạt được những cái vị trí hay những cái không gian để đồ tốt như là chiếc Innova. Sẽ vào luôn hàng ghế thứ ba. Vâng, hàng ghế thứ ba thì cũng chỉ cần sử dụng một chạm thôi là chúng ta đã có thể vào được rồi. Và ở cái vị trí của hàng ghế thứ ba này thì chắc chắn là sẽ chỉ phù hợp với những người mà cao tầm 1m65 hoặc 68 đổ xuống thôi, cũng không thể cao hơn nữa, bởi vì phần trần này đã quá kích rồi. Nếu như mà đi nhảy mà sóc là đầu đập vào thấy đau. Và bây giờ thì tôi quay lại cái vị trí của hàng ghế thứ hai rồi. Với cái vị trí như vừa rồi mà tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba bị kích cái phần đầu gối, thì người ngồi ở hàng ghế thứ hai này, cái phần đầu gối tới cái hàng ghế thứ nhất thì khá là rộng rãi, cỡ khoảng hơn 10cm cơ. Và phần chân cũng vậy, chân chúng ta có thể lùa vào trong đây. Nếu như mà chúng ta mà di chuyển những cái cung đường dài hơn từ 50km đổ lên thì hàng ghế thứ hai có lẽ là nên xe cho cái hàng ghế thứ ba một chút cái không gian ở đây. À không, sorry quý vị và các bạn, là cũng không thể xe được, muốn xe cũng không xe được, bởi vì là cái hàng ghế thứ hai này thì cũng chỉ đến đây là hết cỡ rồi ạ. Không có thể tiến lên lùi xuống được, nhưng mà đến đây là hết cỡ rồi. Cái vị trí mà tôi đang để này là hết cỡ rồi.
Và nếu như mà có chăng thì sẽ chỉnh cái hàng ghế lưng của cái hàng ghế lên một chút. Nhưng mà thực ra thì với nếu mà khi chúng ta chỉnh như này thì chúng ta ngồi này nó bị đứng lưng quá, nó sẽ rất là khó chịu, chắc chắn là không thể ngồi được. Chúng ta sẽ buộc phải ngả xuống một chút. Vâng, ngả xuống một chút. Và xe dẫn động cầu sau cho nên là đây có một cái ụ nhô lên. Tôi sẽ ngồi vào cái vị trí giữa này. Vị trí giữa này thì để chân lên đây cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi khó chịu. Anh ngồi sẽ như thế này, để nên để chân sang hai bên ổn hơn. Chúng ta cũng sẽ có một cái cửa gió điều hòa ở đây với ba chế độ gió chỉnh ở đây. Những cái chi tiết này thì và sạch xoạch này thì yên tâm là sẽ bền theo năm tháng, thậm chí là có khi đi hàng chục năm rồi cũng không thể hỏng được. Cửa gió điều hòa thì chỉ có ba mà thôi. Cái điểm này thì ở trên Toyota Rush hay là Toyota Avanza thì đều hơi kém hơn một chút so với cả mẫu Xpander. Mẫu Xpander thì có 4 cái cửa gió này thì cái việc mà chia cái luồng gió mát cho cái hàng ghế thứ ba sẽ tối ưu hơn. Ở đây thì sẽ hàng ghế thứ ba sẽ hơi thiệt một chút nếu mà đi vào những ngày thời tiết nắng nóng thực sự như là ở Hà Nội và mấy ngày vừa qua. Bây giờ thì quay lại với vị trí của ghế lái thôi ạ. Vị trí mà tôi vẫn luôn yêu thích ở trên những mẫu xe. Và ngay khi tôi ngồi lên xe này tôi đã phát hiện ngay một cái điểm không được. Đó chính là cái phần để chân của cái chân trái này. Chúng ta sẽ không có một cái vị trí để chân tốt đâu, mà sẽ phải dựng lên trên này một chút. Ghế lái thì sẽ chỉ được chỉnh, cái này chắc là chỉnh tay, gọi là chỉnh tay bốn hướng. Tiến lên lùi xuống đây, lên lùi xuống này. Cơ hoàn toàn. Và cũng chỉ có thể ngả lưng như vậy thôi. Xe thì toàn bộ được bọc, ghế toàn bộ được bọc nỉ thôi. Wow. Tiếng động cơ êm. Với Toyota Avanza thì chúng ta cũng không có quá nhiều trang bị ở cái phần táp lô này đâu ạ. Bởi vì một cái mẫu xe với cái giá thành nó cũng ở một cái mức gọi là so với cả những cái mẫu xe là phân khúc sedan hạng B mà thôi. Với cái giá loanh quanh tầm 600 triệu đổ lại. Thì Toyota Avanza có những gì? À, có một cấu hình trang bị là 5+2. Và xe thì gầm cao máy thoáng phải không ạ? Gầm cao tới 200mm, còn Toyota Rush thì là 220mm. Vô lăng thì cầm vào là biết bằng nhựa rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta bấm vào một chút thì chúng ta sẽ thấy là được làm bằng nhựa mềm. Và trên vô lăng thì cũng không được trang bị quá nhiều phím chức năng đâu. Chúng ta chỉ có tăng giảm âm lượng ở màn hình chính giữa và điều khiển next bài cũng như là điều khiển mode ở màn hình chính giữa mà thôi. Và màn hình chính giữa của mẫu xe này là màn hình của Pioneer, một cái hãng sản xuất thứ ba mà Toyota trước đây đã sử dụng rất nhiều ở trên những cái mẫu xe của mình. Còn ngày nay thì trên Toyota Rush đều được sử dụng cái đầu đĩa của Toyota rồi. Và cái đầu Pioneer này còn được trang bị một cái điều khiển đây. Ở trên cái đầu Pioneer này thì các bạn cũng có thể kết nối Bluetooth này, nghe nhạc qua đầu đĩa DVD này. Và xe thì cũng chỉ được trang bị 4 loa thôi. Cũng nói chung là vấn đề giải trí ở trên những cái mẫu xe với cái giá thành như này thì tôi nghĩ là sẽ rất bị hạn chế, thật sự sẽ rất bị hạn chế. Nếu như mà ban đầu chúng ta lên đây, chúng ta nhìn vào cái cụm điều khiển điều hòa này thì chúng ta sẽ thấy một cái gì đó nó hơi sượng, nó hơi bố cục, nó không được phù hợp lắm với cả tổng thể cái bảng táp lô này. Bởi chúng ta sẽ có hai cái núm vặn nó to, rất là to như thế này. Và ở bên trái này thì chúng ta có hai cái chế độ điều chỉnh, đó chính là lấy gió trong, lấy gió ngoài đấy, các bạn thấy đấy, vặn kịch quịch. Vâng. Chắc chắn là cái này tôi vặn mỏi tay cũng không hỏng được. Và chúng ta ở giữa thì chúng ta lại vặn điều chỉnh độ lạnh và nóng, nghĩa là điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa. Bên này thì cũng vậy, với cái chức năng nó khác đi thôi. Đây là điều chỉnh gió, độ tốc độ gió, vâng, số 4 này gió ù luôn. Và điều hòa của Toyota thì lạnh rất là sâu. Ở đây chúng ta điều khiển mode của điều hòa. Và ngay đến những cái cửa gió điều hòa của mẫu xe này cũng được làm hết sức đơn sơ. Và có cái thiết kế chắc hẳn quý vị các bạn nhìn vào đây thì quý vị các bạn thấy là cái cửa gió này thì có được trang bị ở trên những cái mẫu xe khách cách đây vài năm rồi. Điển hình là trên cái mẫu xe cá mập của Toyota. Nhưng mà cũng có một cái điểm mà tôi cũng muốn nhắc tới quý vị và các bạn, đó chính là cái phần cửa gió điều hòa ở bên trên, ở mặt bên trên của bảng táp lô. Cái cửa gió điều hòa này tôi đánh giá khá cao khi mà di chuyển ở trong những thời tiết nắng nóng ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì là cái phần trên này thì sẽ cung cấp cho chúng ta cái khoảng từ phần cổ lên tới đầu một cái luồng gió mát,
thì chúng ta không bị ảnh hưởng bởi tới cái sự hấp nóng của cái phần kính xe. Và tiếp theo thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhắc tới cái công suất trung tâm của chiếc xe này. Chiếc xe này thì công suất trung tâm thì cũng chỉ được trang bị ở đây là cổng sạc điện 12V, và tôi chưa nhìn thấy cái cổng sạc USB đâu cả. Chắc là chúng ta sẽ phải dùng tẩu thôi. Ở đây chúng ta cũng có mấy ngăn để đồ nho nhỏ ở đây, để vừa chắc đây để vừa ví và có thể để điện thoại ở đây. Nhưng mà cái phần này thì tôi cảm giác như này, cái phần hoàn thiện nó chưa được tốt ạ. Nhưng được bù lại thì cái phần thiết kế của những cái cửa số này thì cũng khá là dễ nhìn. Cái cửa số dạng bậc thang quen thuộc ở trên những cái mẫu xe Toyota. Phanh tay thì cũng không được bọc da mà chỉ xung quanh đều là nhựa hết thôi. Như này thì đầy quý vị các bạn thấy ngay là trong đây đã bắt đầu lọt những cái bụi bẩn xuống đây rồi. Rất là khó vệ sinh, cực kỳ khó vệ sinh luôn ạ. Ở đây chúng ta không có bệ tì tay. Vâng, không có bệ tì tay, cũng không có cả khay để cốc cái chai nước luôn. Và sẽ chỉ có những cái hộc để ví và điện thoại ở đây thôi. Nhưng mà bù lại thì ở hai bên cánh cửa của xe thì đều được trang bị tới, tôi sẽ đếm ạ, 1 ở đây, 2, 3. Ở bên cửa lái hay cửa phụ thì đều được trang bị tới 3 vị trí để chai nước. Và sau một hồi nói chuyện với quý vị và các bạn thì cũng đã gần hết những cái trang bị của xe rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lại kiểm tra tới đây xem nào. Đây, các bạn có thể thấy cái phần táp lô tôi đập vào cái phần nhựa ấy. Phát ra những cái âm thanh nghe nó không được vui tai cho lắm đâu ạ. Kiểm tra hộp để đồ. Đây. Sorry quý vị và các bạn, tôi đã tìm thấy cổng sạc USB của chiếc xe Toyota Avanza này. Các bạn có thể nhắc tôi, hộ tôi xem là cái thiết kế mà thò một cái dây ra cùng với cổng USB ở đây thì đã từng xuất hiện ở trên những cái mẫu xe nào ở năm bao nhiêu được không ạ? Và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ đến với cả cái phần trải nghiệm cái khả năng vận hành, cái cảm giác lái của một mẫu xe. Cái ngay từ khi chúng ta ngồi lên xe, chúng ta cầm tay vô lăng, chúng ta đạp ga là chúng ta đã thấy được cái định hướng của hãng Toyota hướng tới đối tượng khách hàng sở hữu những mẫu xe này. Khi mà đi trong phố thì Toyota Avanza khác với cả Toyota Rush, chúng ta có thể nhận thấy ngay đó chính là cái việc mà cái hộp số và cái động cơ hoạt động với nhau. Với cái mẫu xe tôi đang lái là Toyota Avanza đây, thì khi mà chúng ta đạp thốc ga thì chiếc xe sẽ chuyển số ở những cái vòng tua cỡ khoảng 3.000 tới 3.500 thôi. Nhưng mà Toyota Rush thì khác. Cái định hướng của Toyota dành cho Toyota Rush nó cũng sẽ là những cái cung đường xa hơn, Đi đường đèo, đường dốc chẳng hạn. Nên là họ đã thiết lập cho cái phần phản ứng giữa hộp số và động cơ là khoảng 5.000 đến hơn 5.000, đôi khi là 6.000 mới chuyển số cơ. Còn trên chiếc Rush này thì chuyển số rất là mượt mà, độ gằn của động cơ khá ít. Một mẫu xe với cái mức giá dưới 600 triệu thì cho nên là phần kính này cũng là phần kính thường, không được trang bị cách âm hay là trang bị một cái phần lớp tráng để chúng ta chống nắng hay chống bớt cái tia UV đi. 4.000, hơn 4.000 chuyển số. Vâng, đang mới chạy với tốc độ 80 km/h, vòng tua khoảng 4.000. Êm ngoạn, êm du. Thật sự là êm du. Chúng ta có thể nghe những cái tiếng ngầm tốc bụp 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 bụp. Wow, rất ngọt, ngọt lịm luôn. Đấy là với cái tốc độ đi thẳng và đi nhanh thì Toyota rất êm. Nhưng mà khi chúng ta vào cua thì chúng ta sẽ thấy ngay được Toyota ngay. Đây, tôi có thể vào cua các bạn xem. Thân xe bắt đầu nghiêng. Bắt đầu nghiêng ạ. Thân xe nghiêng đi khá nhiều. Và tôi đang chạy vận tốc khoảng 45 km/h, 45 km/h. Khi vào cua và đặc biệt là chúng ta cua gấp. Thật sự là với những cái mẫu xe của Toyota, đặc biệt là những cái mẫu xe gầm cao, thì các bạn rất nên phán đoán tình huống sớm hơn một chút để chúng ta giảm tốc độ, sau đó đánh lái trái, tránh những cái vật cản. Thì những người trên xe ngồi sẽ có cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn. Khi chúng ta tiến ra những cung đường trường để đi những cái vận tốc cao hơn một chút, có thể là từ 80 tới 100 km/h, thì Avanza cũng cho chúng ta cái cảm giác ổn định thân xe tốt hơn một chút so với cả chiếc Toyota Rush. Và khi mà ra đường trường thì có một cái
có một cái nhược điểm mà tôi phải nói với quý vị và các bạn, đó chính là khả năng cách âm. Khả năng cách âm ở đây chúng ta sẽ chia ra làm hai đi ạ. Cả khả năng cách âm ở phần gầm xe dội lên và hai bên kính ở ngang tai chúng ta đây. Và để đi những cái cung đường đèo dốc hay là cần cái sức tải tốt hơn của xe thì Toyota Avanza cũng được trang bị cái phần số 3 để chúng ta vượt những cái xe khác được dễ dàng hơn khi mà chở đủ tải, rồi số 2, rồi đôi khi là số L là chính xác để đi đường đèo dốc luôn. Và Toyota thì cũng trang bị cho chúng ta khi mà sở hữu cái mẫu xe Avanza này những cái hệ thống hỗ trợ an toàn khá là cơ bản, hệ thống chống co cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, không có hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cũng không có hỗ trợ phanh khẩn cấp đâu ạ. Xe thì được trang bị hai túi khí. Và nếu như trong quý vị và các bạn ai đó đang muốn tìm để sở hữu cho mình một mẫu xe để phục vụ gia đình, phục vụ công việc, dịch vụ hàng ngày, hay là cần một cái mẫu xe có thể giúp chúng ta di chuyển đường xa, đường dài, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ không hỏng, bởi vì làm gì có cái gì đâu mà hỏng, thì Toyota Avanza đang làm một cái mẫu xe mà chúng ta rất đáng để cân nhắc. Và qua chương trình này thì Duy cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn khá nhiều về chiếc Toyota Avanza. Và chiếc xe này với động cơ 1.5 lít đi kèm một số tự động 4 cấp đang có mức giá bán là 593 triệu. Còn chiếc xe động cơ sở hữu động cơ 1.3 lít đi kèm một số sàn 5 cấp thì đang có cái mức giá bán là 537 triệu ạ. Vâng, 537 triệu để dành cho một mẫu xe 5+2 cũng ổn. Động cơ 1.3 thì Duy chưa có dịp trải nghiệm, nhưng mà động cơ 1.5 thì thấy rất ổn, 593 triệu. Và có lẽ thời lượng của chương trình thì cũng đã dài rồi. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu như quý vị và các bạn có sở hữu mẫu xe này, đang và chuẩn bị sở hữu mẫu xe này thì vui lòng comment hay là cập nhật những cái phần thông tin về xe mà quý vị và các bạn hài lòng, có thể là hài lòng và chưa hài lòng, ngay bên phía dưới video này nhé. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam.